Xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất là vui hôm nay em Tuấn lại gặp lại quý vị và các bạn trong một video mới. Như các bác đã biết, về phần radio cassette thì chúng ta chơi thì rất là ưu tiên cái phần nguyên bản, nguyên zin. Đấy là cái mục tiêu chơi đầu tiên của anh em. Một món đồ giá trị kể cả ở trên thế giới, trên các bạn nước ngoài chơi cũng vậy. Về phần zin thì chúng ta sẽ đánh giá cao hơn và nó có giá trị hơn so với hàng độ chế hoặc là hàng mà chúng ta thay đổi thiết kế mẫu mã theo ý thích của từng cá nhân. Và trước mắt quý vị các bạn là một cái đài Sony 3 cây gậy, hay chúng ta còn gọi model chính xác của nó là CFS1110S. Đây là một cái phiên bản cũng được gọi là độ chế ở Việt Nam các bác ạ. Thì ở bên Tây cũng có những cái phong trào độ chế các loại đồ chơi, đặc biệt như là ô tô, xe máy. Và nói riêng về dòng radio cassette thì bên Tây họ cũng độ chế rất nhiều. Họ độ đèn, độ loa, rồi độ một số thứ nữa, nó theo cái cá tính riêng. Thì về Việt Nam mình thì những năm gần đây thì cũng có những cái anh em thích chơi những món đồ độ hoặc độ nâng cấp lên một tí để nhìn nó sang trọng hơn. Và đây chính là một cái sản phẩm ở Việt Nam của chúng ta. Chúng ta rất tự hào là con người Việt Nam và cũng rất chơi, đúng không ạ? Riêng cái phần chrome của dòng ba cây gậy thì nó là màu inox nhá, hay chúng ta còn gọi màu chrome màu trắng đấy ạ. Thế nhưng mà phiên bản này thì ở anh em Việt Nam đã mạ nó thành màu vàng gold, gọi là một cái phiên bản đài Sony ba cây gậy phiên bản gold. Gold nghĩa là màu vàng, nhìn cũng rất là bắt mắt, đúng không ạ? Nếu chúng ta để ở đầu kệ, đầu tủ ở phòng khách thì cũng rất là cuốn hút những người khách đến chơi, và đặc biệt là nhìn cũng rất là sang trọng. Và tất nhiên là phần máy thì không ảnh hưởng gì các bác nhé. Chúng ta chỉ có mạ cái phần chrome nguyên bản của nó thành màu vàng thôi. Đấy, như cái phần ở trên kia thì chúng ta nó đang là nguyên bản. Đấy. Thì về cái phần độ này thì tất nhiên là chúng ta phải bỏ ra một cái chi phí không phải là rẻ đâu. Để độ được một cái đài này thì phải tháo tung ra, rửa sạch sẽ đi và gửi cái phần mà cần độ, cần mạ đi cho bên mạ, họ mạ xong thì bắt đầu mới quay về mới lắp lại từ đầu. Thì đấy cũng là một cái quy trình cũng rất là phức tạp, cũng như là nhiều công sức và tiền thì tất nhiên là phải mất rồi. Vì mạ thì các bác biết, xi mạ thì cũng không phải là rẻ đâu. Nhắc đến xi mạ ở Việt Nam thì cũng thuộc vào top là phải là dân chơi. Em chưa nói đến mạ đến vàng, mà đây là mạ chrome màu vàng thôi nhé. Còn nếu mà mạ vàng 3 con 9, 4 số 9 thì chắc là nó còn giá trị hơn nữa. Đây là một cái đài cũng còn rất là đẹp. Vì sao em nói là đẹp? Vì là đài có đẹp, có cứng cáp, tiếng có hay thì họ mới mang đi độ. Vì độ về nó mới nâng cái giá trị lên được. Chứ còn đài mà nát, đài xấu rồi thì chúng ta cũng không nên nâng cấp lên làm gì. Nó phí ra cái số tiền bỏ ra. Tuấn sẽ quay cho các bác xem cái phần thân nhựa. Quay rất là gần, rất là chậm để cho các bác có thể xem. Cái bác nào mà yêu thích cái phiên bản Sony 1110S mạ vàng này thì có thể là điện thoại cho em Tuấn theo số điện thoại 0822 111 444 để sở hữu. Và chiếc đài này thì em đang giao lưu với giá là 5 triệu 500 ngàn đồng nhé. Một cái phiên bản cũng cực kỳ là VIP ở Việt Nam chúng ta. Đẹp không ạ? Cũng rất là đẹp. Chúng ta sẽ xem vào phần cục giữa nhé. Tất cả các phần chrome từ phím nút đều được mạ vàng hết các bác nhé. Tiếng cây này rất là hay, đang chạy tốt các chế độ như là băng cassette, auto revert và radio FM AM. Quay sách anten zin hết nhé. Tất nhiên là đồ cũng có xước sát, vì sao? Nó là đồ cũ mà. Nhưng cây này nó rất là đẹp. Dây rắc nguyên zin hết. Sau của cây đài, dây zin này, rắc zin. Tem thông số máy, tem đang còn rất là đẹp, nắp pin, tắt nguồn. Ok, và sau đây em Tuấn sẽ mời quý vị các bạn chúng ta cùng thưởng thức một đoạn chất âm của một cuốn băng cải lương các bác nhé. Chả mấy khi em test cải lương. Ta sẽ test cải lương để cho nó khác đi một xíu. Thiền, dường như đại ca đang khóc. Không,
Có lẽ là trò thang nó bay vào mắt của đại ca. Chứ đại ca có khóc bao giờ đâu. Đại ca, chừng nào mình về lại quê hương? Sớm chừng nào, tốt chừng ấy. Đại ca chán ghét cuộc sống này rồi. Làm gián điệp suốt một đời giả dối, chưa có một lần nào sống thật với con tim. Luôn luôn rạc rào tình cảm, thích sống mộng mơ và ảo ước hơn là chém giết hung hăng, tạo ra chi bao nỗi hận thù. Đại ca hôm nay sao lạ lùng, có những ý nghĩ gì đâu đâu. Hay đại ca đang mơ đang mộng, một người con gái đất Trung Nguyên, mà trước đây đại ca đang quen nàng thì giả dạng đó. Có ai không thì cũng không bán. Đường phố buông nằm nghe khói tỏa, người lừa thưa chìm dưới sương mù, quỳ bên nhau trong góc giao đường, tiếng kinh cầu đẹp mong yêu đương, Chúa thương tình sẽ cho mình. Tiếng băng không những hay mà đang còn rất là nét, đầu từ rất là mới, cho ra tiếng rất là rõ các bác nhé. Và sau đây chúng ta sẽ test qua phần radio. Em sẽ kéo anten lên nhé. Chúng ta sẽ test FM trước. Bắt rất là tốt đấy ạ. Quê Việt Nam, bên trời hôm nay sông về chung bắt nàng. Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết bao. Nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 63% so với cùng kỳ. Ai em? Tiếng dưới chẳng hạn, họ đòi hỏi có 4 phút quảng cáo trong đó chẳng hạn, thì chúng ta buộc lòng phải đưa cho họ 4 phút chứ mà. Thì như vậy là làm cho chúng ta bị lạm dụng, bị làm cho khán giả nó khó. Nhất là lời thoại nhân vật nói là em dùng xong gì đấy. Các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa. Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết. Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu. Ok. Em đang bật rất là nhiều đèn LED nên là nó cũng ảnh hưởng đến cái phần sóng của FM. Mong các bác thông cảm. Khi đài về nhà các bác thì nó sẽ rất là nét nhé. Đó là một cái phần em chia sẻ về phần sóng. Và giá thì như em đã nêu từ lúc đầu rồi, 5.500.000 đồng cho một phiên bản Sony 3 cái gậy. Bác nào thích độc lạ, một cái phiên bản mạ chrome vàng, nhìn cũng rất là bắt mắt và rất là đẹp. Giá trên thì em bao ship toàn quốc. Ưu tiên các bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ tặng các bác hai cuốn băng các bác nhé. Bác nào mà cọc tiền thì em sẽ gửi tặng các bác một cuốn băng thôi. Và số điện thoại của em là 0822 111 444 nhé. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video lần sau.